Video Sai kính chào quý vị và các bạn. Video Sai lại được anh Khương ở Thường Tín gửi cho Video Sai một tác phẩm anh mới cắt. Thì trước ống kính bây giờ là anh đang quay tổng thể quý vị ngắm, và anh đi gần đến này cho quý vị cùng ngắm về phần thân và bệ này. Như Video Sai đang nhìn thì cây này cũng rất là già quý vị ạ. Thân bệ sạch sẽ, anh cắt tỉa gọn gàng theo năm tháng. Đây là phần hơi chéo góc một chút. Anh đi gần đến quý vị ngắm này. Thường thường ngắm những tác phẩm ngắm bệ, rồi ngắm thân, rồi tay cành, rồi tổng bóng. Đây là mặt sau quý vị nhá. Vì làm sao nhìn thấy bộ dăm thì quá đẹp luôn rồi. Anh mới cắt lần này lần thứ hai. Trước đây là đi Ninh Bình một lần quý vị ạ. Về Ninh Bình một lần đợt 30/4/1/5/2021. Và bây giờ anh lọc lần nữa. Tổng bóng đẹp quá, anh xếp bông đẹp thật đấy. Thường thường như anh em hay nói, các nghệ nhân cây cảnh hay nói là nếu làm con nhiều thân là rất khó quý vị ạ, để xếp bóng. Mà anh Khương ấy xếp một cái bộ bóng như này. Và cũng như em Công Chim Sẻ hay nói là rất ít bông thôi nhưng mà lại ấm áp. Tức là xếp nó vừa đủ để nó lộ những cái thân bệ, tay cành lộ được hết khi mình ngắm. Kể cả lúc mà lá nó tốt quý vị ạ. Đây bộ dăm anh làm này. Mới cắt lần thứ hai từ khi về Ninh Bình. Mà video xa là nhìn thấy nó cũng được tương đối. Các cái thân khó trên tác phẩm rất tuyệt vời quý vị ạ. Còn đây là anh quay gần đến về cái độ da của nó này. Cũng chun nhũn hết rồi quý vị ạ. Đấy. Lần này anh Khương quay kỹ quá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Video Sai cũng đang ngồi xem và cũng chia sẻ một chút những cái lời bình luận này cùng quý vị các bạn ngắm. Đây là ngắm từ dưới lên quý vị này. Anh cũng lấy cái bầu trời làm nền, nhìn cái tác phẩm rất là đẹp đằng sau. Còn đây anh chia sẻ về bộ dăm đây. Đấy, bộ dăm anh làm ấy. Nói chung đây có một số dăm anh đang vẫn để đợi quý vị ạ. Tức là vừa làm vừa chơi. Khi nào mà những cái dăm bên cạnh nó ra thì anh lại cắt giật vào tiếp. Đó là như anh chia sẻ với video Sai thường hay xem anh làm. Bông này thì đẹp quá rồi. Về phần này thì rất đẹp quý vị ạ. Bông này quá đẹp luôn. Về bông này cũng đẹp. Trời, cắt giật nhiều thế, từng chi một. Lần này anh Khương chia sẻ rất kỹ, cảm ơn anh rất là nhiều. Tác phẩm này Video Sai cảm nhận được là tác phẩm rất quý quý vị ạ. Vì thực sự đây là tác phẩm nhiều thân mà anh xếp bóng rất là đẹp. Như mọi người và các cụ hay nói là cổ kỳ mỹ văn ấy, thì Video Sai đang nhìn trong cái tác phẩm này nó có hội tụ đầy đủ. Già có già, kỳ thì cái thân rất là khó rồi. Cái mỹ thuật anh làm rất đẹp đấy, như mình cảm nhận. Còn đây là tổng bóng sau đấy quý vị này. Để nhìn mặt sau lên quý vị nha. Nhìn mặt sau lên đấy ạ. Đây quay mặt sau kỹ cho quý vị các bạn cùng ngắm đây. Phần thân cũng nhiều nhăn nu hết rồi quý vị ạ. Bộ dăm mặt sau nhìn cũng rất là đẹp. Bên phía này dăm đẹp quá. Đấy, nhìn sau cực đẹp quý vị ạ. Mặt sau đẹp thật. Bộ dăm anh quay rất kỹ. Mà đằng sau này có những cái cầu nối nhìn rất là khó chịu. Độ biến hóa rất là tuyệt vời. Mặt sau đẹp. Nói chung cây này chơi được cả hai mặt. Mặt nào cũng đẹp quý vị ạ. Video Sai đang ngắm và cũng chia sẻ cái cảm nhận lại cho quý vị với các bạn cùng bình luận cùng cho nó vui. Đấy. Đây là mặt trước thì nhìn được độ sâu của những cái cành phông đằng sau. Được cái nắng anh quay đẹp quá, nhìn nó vàng óng lên rồi.
ngồi từ dưới lên trên nhìn cũng rất là đẹp này quý vị này. Đó, anh Khương này cho quý vị các bạn ngắm các góc cạnh luôn, không có một cái gì được phải, còn cái gì bảo không được nhìn, đây như là đứng trực tiếp dưới gốc cây rồi quý vị ạ. Trời ơi, nhìn sướng thế. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi tác phẩm của anh Khương Thường Tín mới chia sẻ. Rồi mời quý vị các bạn cùng nghe nhạc và xem lại một chút nữa. Anh quay từng góc độ một cho quý vị. Xin mời các bạn, quý vị cùng chiêm ngưỡng.